Vũ Hải Tặc 568, siêu phẩm web game manga mô phỏng nguyên bản thế giới hải tặc. Khám phá cuộc chiến tranh đoạt kho báu ngay tại haitac.568play.vn nhé. Bộ ba quái vật băng mũ rơm, ai mạnh hơn? So sánh sức mạnh Zoro, Sanji, Jinbei. Yo, xin chào 500 anh em băng xăm soi đã quay trở lại với chuyến hành trình. Zoro Noa Zoro, V-Smoke Sanji và Jinbei, bộ ba quái vật bên dưới ngũ hoàng Luffy. Họ tạo nên thế gọng kìm ba chân mà không thể phá vỡ. Mỗi người họ đều sở hữu sức mạnh vô cùng lớn, sánh ngang với một đội trưởng của Tứ Hoàng. Đặc biệt, đều là thanh niên hệ cày chay, không hề nạp tiền để có trái ác quỷ như ai kia. Đáp ứng rất nhiều yêu cầu của các bạn về việc AD ơi, so sánh sức mạnh của bộ ba băng mũ rơm đi. Anh xăm soi phân tích ai mạnh hơn ở trong băng mũ rơm đi ạ. Phải nói là rất nhiều yêu cầu như thế luôn. Và trong video này mình sẽ làm riêng một clip ở mọi khía cạnh sức mạnh của họ cho anh em cùng bàn luận nhé. Nhớ là nếu anh em muốn mình làm về chủ đề gì ấy, thì cứ việc comment bên dưới, mình sẽ xem xét và thực hiện ở trong tương lai gần. Ok, và ngay bây giờ thì mời anh em cùng đến với so sánh sức mạnh bộ ba quái vật Zoro, Sanji, Jinbei. Let's go! Về chỉ số tấn công, mở hàng phép so sánh đầu tiên là chỉ số tấn công, thứ làm nên thương hiệu bộ ba quái vật dưới trướng ngũ hoàng Luffy. Trong ba người, mình đánh giá đầu tảo Mù Đường có khả năng tấn công mạnh nhất. Các chiêu thức mà anh sử dụng mang độ sát thương tất sát, một quẹt thôi có thể kết thúc kẻ thù ngay lập tức. Đặc biệt sau khi mà 2 năm quân sự trở về, kiếm thuật của Zoro được mài giũa rất kỹ lưỡng. Không lạ gì khi mà anh đã từng thừa nhận nhiều lần đối thủ lầm tưởng mình mới là thuyền trưởng của băng. Tính đến hiện tại, đòn công phá mạnh nhất anh từng sử dụng là đòn Nhất Đại Tam Thiên, 1080 con phượng hoàng phiền não. Chiêu thức cắt đôi người cá Pika ra làm hai hoặc là Asura để lại vết thương sâu cho Tứ Hoàng Kaido. Tiếp đến là Sanji, anh nổi tiếng với đôi chân Double Jumbo phát ra lửa. Sau time skip, Sanji có thể kích hoạt cả ba chân mà không cần vớt trụ liên tục như ở Enilobi. Cú đá của anh ba lọt top những cú sút có lực mạnh nhất, mang sức nóng khá cao. Nhìn vậy thôi chứ sức mạnh từ đôi chân của anh là cực kỳ khủng khiếp. Tốc độ sẽ giúp sức mạnh tăng theo cấp số nhân, càng nhanh lực đá càng mạnh. Vì vậy nhìn có vẻ không hào nhoáng như Zoro, nhưng ăn một quả thôi là điếng cả người ngay. Không thua kém hơn là bao, sức công phá của Jinbei nếu dính chọn chiêu thức là sấp mặt chứ không phải đùa. Ông thuần thục karate người cá được xem là thiên tài ở trong môn võ này, lên đai đen từ khi mà tuổi còn rất trẻ. Ngay cả bậc thầy như Hách thì cũng phải thừa nhận mình chỉ bằng một góc của ông. Ngoài ra kỹ thuật làm nên tên tuổi của huyền thoại đảo Nhân Ngư là chiêu đại dương ném qua vai. Đòn đánh từng khiến các đôi đốc ở tổng bộ bất ngờ. Và ở đảo bánh, nó đã làm cho Big Mom phải té ngửa khi mà kết hợp sóng xung kích từ cú đấm karate người cá. Về tốc độ, điểm này Sanji thì chắc chắn sẽ nhỉnh hơn hai người còn lại khá nhiều. Từ trước time skip, anh đã được nhìn thấy là vô cùng nhanh nhẹn, với đôi chân cực kỳ dẻo, tốc độ là thứ mà khiến Sanji chiếm ưu thế trước kẻ thù. Đến tân thế giới, đôi chân anh linh hoạt đạt đến mức di chuyển trên không trung bằng chiêu Skywalk. Khả năng bật nhảy và lướt đi của anh thực sự là ấn tượng. Nói không ngoa thì ở trong băng mũ rơm, anh là người có tốc độ nhanh nhất. Tất nhiên Brook chỉ mạnh ở cự ly ngắn để dùng kiếm thôi. Có lẽ được cộng hưởng một phần từ mã gen, và mới đây anh còn biến mất ngay trước mặt của Queen dịch bệnh. Từ đó cho thấy Sanji rất nhanh, đến nỗi cặp mắt máy móc của thằng robot thì còn không theo kịp. Ngay phía sau khoảng tốc độ là Jinbei. Nhìn ông to tướng nặng nề thế thôi, chứ thuấn thân của ông là hơi bị đỉnh đấy. Ở tổng bộ, Jinbei nhiều lần xuất hiện kịp thời đỡ đòn cho Luffy. Ông đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Akainu, một người cũng có tốc độ di chuyển rất nhanh. Khi gặp lại mũ rơm tại đảo người cá, hai người đã xảy ra mâu thuẫn và giải quyết bằng nắm đấm. Jinbei thậm chí dễ dàng bắt tốc độ của Luffy ở trong trạng thái Gear Second, trạng thái cực nhanh của cậu, và đó chỉ là đấu giao hữu chứ chưa thực chiến nhé. Và xếp sau cùng là Zoro. Anh đầu tảo chưa bao giờ được đánh giá quá cao ở mảng tốc độ. Vì tập trung tất cả sức mạnh vào đòn tấn công nhất kích tất sát, Zoro thì thiên về lực hơn là khoảng di chuyển. Điều đó được chứng minh qua các đối thủ mà anh đã từng đối đầu, Mr. One, Kaku hay King, tất cả sử dụng kỹ thuật chứ không hề mạnh về mảng tốc độ. Thế nên việc Zoro không bằng hai người đồng đội ở trên là điều khá dễ hiểu đúng không nào? Về kinh nghiệm, khỏi phải bàn, xét về kinh nghiệm, Jinbei thì chắc chắn đứng đầu tiên.
Nhiều năm thừa kế vị trí thuyền trưởng băng mặt trời, còn là huyền thoại người cá, ông đã từng xông pha khắp tân thế giới, giao kết với tứ hoàng. Và hơn nữa, Jinbei còn là Shichibukai ở trong khoảng thời gian rất lâu. Kinh nghiệm chiến đấu của ông được gói gọn trong 4 chữ, đã trải sự đời. Trong những trận chiến căng thẳng, kinh nghiệm luôn là thứ giúp ích rất nhiều. Từ cách phân tích, nhìn nhận đòn đánh đối thủ, quả thật để thắng được Jinbei trong kèo đấu tay đôi không phải dễ dàng nếu hai bên sở hữu thực lực ngang bằng nhau. Trong trận đấu với Hu Su, dù là Tobirobo, hắn ta lại khá dễ để ông cá bắt thóp và hạ gục chỉ với vài chiêu. Jinbei thì thậm chí chưa hề tung hết sức đâu. Zoro và Sanji hẳn không ai nhỉnh hơn về khía cạnh kinh nghiệm chiến đấu, bởi vì cả hai đều ra khơi gần như là cùng thời điểm. Mặc dù Zoro thì có phần sớm hơn một tí và từng là thợ săn hải tặc, thế nên mình đánh giá cặp cánh vua hải tặc sở hữu kinh nghiệm chiến đấu như nhau. Ai cũng đã từng trải qua các trận đánh sống còn, nhưng mà khi so sánh với Jinbei, hai chú còn xanh và non lắm, được cái sức trẻ thôi. Trong khi Jinbei đánh nhau lúc nào thì cũng bình tĩnh, thì chúng ta nhận ra là mỗi lần mà Zoro và Sanji gặp đối thủ cứng cựa ấy, đó đều như là lần đầu tiên nên có phần hơi bối rối, họ phải tự mình tìm ra cơ hội để giành thắng lợi. Về kỹ năng, với phương pháp chiến đấu linh hoạt cùng với ba thanh kiếm, mình đánh giá kỹ năng của Zoro có phần nhỉnh hơn. Anh thuần thục trường phái đơn kiếm và song kiếm, mạnh nhất ở tam kiếm. Mỗi trường phái đều có chiêu thức làm nên tên tuổi. Khi chỉ có một thanh kiếm trong tay, Zoro từng hạ gục Mr. One với đòn CC Son Son cực mạnh. Đặc biệt, anh cầm ngược Ichimuji để cắt đối thủ, phương pháp chỉ xuất hiện ở Wano Quốc. Còn về Nitoryu, đòn châu húc Ushibari được xem là mạnh nhất. Đặc biệt là Santoryu mới là thứ mà khiến Zoro khác biệt so với phần còn lại. Asura hay Sanzen Sekai đều là các đòn tấn công mang sức hủy diệt, đả thương được cả các tứ hoàng nữa. Ngoài ra, ở dạng chiến đấu tầm xa, Zoro thường tạo ra những cơn lốc xoáy bằng kiếm khí để tiêu diệt kẻ thù hàng loạt. Tiếp theo là Sanji. Anh ba có vẻ linh hoạt hơn ở Zoro từ cận chiến đến tầm xa. Tuy nhiên, kỹ năng thì vẫn phụ thuộc nhiều vào đôi chân. Sanji thì mạnh nhất khi mà cận chiến, lúc này thì đôi chân Diable Jumbo mới phát huy được hết tác dụng. Khi mà khoảng cách tiếp cận không quá thuận lợi, lông mày xoắn sẽ tung ra các cú sút mang theo ngọn lửa về phía kẻ thù. Anh đã từng dùng nó ở đảo người cá lẫn trận solo với Thất Vũ Hải Đô Phán Minh Cô. Tất nhiên, ở dạng này thì Sanji không quá mạnh so với chính anh khi mà cận chiến. Người còn lại, Jinbei, ông thực chất sở hữu phong cách chiến đấu hài hòa, dạng nào thì cũng tốt. Các đòn đánh của Jinbei đều dựa trên karate người cá hoặc các biến thể tương tự. Ở cận chiến lẫn viễn chiến, ông đều khá mạnh. Tuy nhiên, kỹ thuật đã đạt đến mức độ nhuần nhuyễn, khó lòng so với lớp trẻ, toàn mấy thằng con cưng được bắp. Chúng ta thấy rằng phong cách ra đòn của Jinbei thì khá đơn giản, nhưng lại mang hiệu quả khá cao. Đó thì chính là kinh nghiệm của lão đại, không cần quá màu mè mà vẫn đạt được mục đích cuối cùng. Về chỉ số phòng thủ, tiếp theo ở trong phép so sánh này là khả năng phòng thủ của mỗi người, một chỉ số vô cùng quan trọng. Về điểm này, mình tin lão đại Jinbei sẽ nhỉnh hơn với gen di truyền của người cá. Bẩm sinh là một người cá, ông đã may mắn có cho mình thể chất mạnh hơn hàng chục lần người bình thường. Nhìn tướng tá thôi, đủ thấy Jinbei như một tảng đá di động, một tanker thứ thiệt. Sự kiện Marineford 2 năm trước chứng minh ông cá là một bảo mẫu tuyệt vời, người che chở cho Luffy hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đỡ cho Mũ Rơm một đòn dung nham chí tử của Akainu. Trong khi Luffy được bảo vệ thì vẫn bị xăm hai vết bỏng không thể phục hồi, thì Jinbei mặc dù nhận đòn trực diện, tổn thương nội tạng thì vẫn sống khỏe sau đó. Chỉ số phòng ngự, thể chất của ông cá thực sự là đáng kinh ngạc. Zoro thì cũng là một con trâu lì đòn như thế, hiển nhiên không thể bằng được gen của người cá đi bộ. Zoro thì rất chú trọng việc luyện tập nâng cao sức chịu đựng. Ở nhà hàng Baratie, anh đã bị Mihawk chém một nhát bằng thanh Zoro nhưng mà vẫn có thể sống sót. Khi Elong tháo mớ vải băng bó vết chém ấy, hắn ta hoảng hốt tự hỏi tại sao một kẻ thương tích tới tận xương cốt như này mà vẫn cầm kiếm chiến đấu được. Đỉnh cao nhất phải nhắc tới khoảnh khắc anh đã đứng ra chịu toàn bộ sát thương mà Luffy đã phải trải qua ở Three Bucks. Xung quanh anh toàn là máu, vậy mà bằng một cách nào đó, Zoro thì vẫn không có gì cả. Có phần lép vế về khoảng chịu đòn, từ lâu Sanji thì luôn chú trọng kết liễu nhanh gọn đối thủ. Tuy nhiên dạo gần đây, mã gen thức tỉnh đã giúp Sanji bắp một phát sở hữu chỉ số chống chịu hơi bị chất. Cơ thể tự động gia cố độ cứng cáp, nâng cao khả năng chịu đòn. Dù có bị thằng Queen nó chém thì cũng méo ăn thua gì.
khả năng phòng thủ được cộng hưởng rất lớn từ bộ gen khoa học. Cũng phải thôi, một người suốt ngày đắm chìm trong bếp, chỉ nghĩ tới gái cú, không hề tập luyện nhiều như Zero, thì chỉ có bắp công nghệ mới giúp anh sánh ngang với thằng bạn mình thôi. Và mặc dù vậy, nếu nói về khả năng chịu đau và lì, Zero thì vẫn nhỉnh hơn anh ba bựa. Về sức bền, sức bền thì cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá một con quái vật thực thụ. Như đã nói, với gen người cá và quá trình luyện tập, chiến đấu nhiều năm, Jinbei hẳn phải rất chai lì, tương tự một kẻ sở hữu hệ doan mạnh mẽ. Trận chiến 5 ngày 5 đêm với A chứng minh quá rõ quan điểm đó. Ông ta thì có thể đánh nhau không ngừng nghỉ mặc dù chấp nhận gục ngã trước A một nhịp. Mới đây, việc đánh bại Hu Su như kiểu giúp ông hâm nóng cơ thể. Tuổi hơi cao nhưng mà sức khỏe lão đại thì còn tốt chán. Quất nhau vài chục hiệp nữa thì vẫn cứ ok con dê. Về khoảng này, Zoro được tác giả ưu ái hơn thằng con ghẻ một tí thôi. Việc đầu tảo bất ngờ một mình chống lại hai tứ hoàng rồi còn đỡ biết bao nhiêu đòn cho mấy thằng bạn khiến chúng ta đặt ra câu hỏi giới hạn chịu đựng của anh là bao nhiêu. Sau đó dù bị thương trầm trọng chỉ với một liều thuốc kích thích, chỉ mất một vài chục phút, Zoro lại tiếp tục phá kén quất nhau với kinh hỏa hoạn. Châu bò thực sự, tốc độ hồi phục của anh dường như đạt đến mức càng đánh càng hăng, càng ăn đòn càng giúp anh đầu tảo chai sạn hơn, kiểu kiểu vậy. Nói về châu bò trước ác Wano thì Sanji không có cửa, nhưng mà khi anh đã thức tỉnh mã gen lại là một câu chuyện khác. Với bộ Red Sui và mã gen khoa học, anh ba được ban cho tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc. Còn nhớ trước đây Sanji đã từng bị Virgo đá cho gãy xương, sau đó bằng cách vi diệu, chân anh phục hồi như trạng thái ban đầu, nhưng phải mất một khoảng thời gian. Giờ đây thì sao? Bị Queen chém vào mặt méo một bên, anh dùng tay nắn lại nó, và méo biết đau. Chân gãy tự hồi phục, đạn bắn như gãy ghẻ, bất ngờ Sanji sở hữu một sức bền hư cấu ảo diệu. Tuy vậy vì mới thức tỉnh không bao lâu, anh ba dù VIP Pro thật đấy, khó lòng sánh ngang được với hai đứa đòn thứ thiệt như Jinbei và Zoro. Haki, Zoro, Jinbei, Sanji. Cuối cùng là Haki, một thước đo chuẩn mực của các hải tặc ở tân thế giới. Như đã đề cập, Zoro là người tập trung rất nhiều vào kỹ thuật chiến đấu. Thế nên thì không lạ gì, anh rất mạnh ở khoảng Haki, đặc biệt là sắc màu vũ trang. Bác Oda thì đã từng nói, anh đầu tảo chuyên sử dụng Haki vũ trang để chiến đấu. Thực tế cho thấy việc làm chủ Enma đã chứng minh điều đó. Sức mạnh này đã từng gây ra rất nhiều khó khăn cho hai tứ hoàng, đã để lại một vết sẹo ở trên người Kaido, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Và bên cạnh đó, Zoro thì gần như chắc chắn sở hữu luôn Haki báo vương thông qua lời xác nhận của Kaido và những gì anh trừng mắt ở sảnh ca múa nhạc. Và sắp tới, Haki vũ trang của anh sẽ còn được bắp thêm nữa để hóa đen Enma. Không có gì phải bàn cãi, Zoro là người sử dụng Haki mạnh nhất ở trang bộ 3. Jinbei thậm chí còn sử dụng được Haki trước Time Skip, thế nên ông đạt tới tối đa tiềm năng của hai loại Haki cơ bản của mình. Haki vũ trang của ông ấy khá mạnh nhưng mà không được nói đến quá nhiều. Tuy nhiên thì Jinbei có thể chiến đấu ngang cơ với A suốt 5 ngày trời. Và nên nhớ, A sử dụng năng lực Logia và chỉ có Haki cực mạnh mới đả thương được anh ta. Sau trận đánh đó, cả hai đều bị thương khá nặng, chứng tỏ một điều, Haki của Jinbei là không thể xem thường. Ấy vậy vì đã phát triển tới mức tối đa, có lẽ ông thì khó lòng nâng cấp hai loại Haki của mình lên một tầm cao hơn nữa. Sanji thì cũng là người sử dụng được hai loại Haki. Anh thiên hẳn về khuynh hướng, sắc màu quan sát. Haki quan sát của anh ba thì rất khác biệt. Một kẻ nhìn trước tương lai như Katakuri còn không thể bắn trúng được anh lông mày xoắn. Nó thì không giống kiểu Luffy sử dụng đâu, nhưng mà nó cùng cấp độ. Haki quan sát tất nhiên, Sanji sẽ mạnh hơn hai người còn lại, nhưng mà nó không thiên về chiến đấu. Còn Haki vũ trang của anh thì không mấy được tận dụng. Lý do đơn giản, anh ba đã có đôi chân phát ra lửa nên không bọc Haki khi mà chiến đấu. Có lần, anh đã dùng Haki vũ trang vào chân của mình và không thể sử dụng Double Jumbo. Nếu xét ra thì Double Jumbo vẫn mạnh hơn và độc đáo hơn hẳn đôi chân bọc Haki của anh. À, như vậy chúng ta đã so sánh tất tần tật mọi khía cạnh về bộ ba băng mũ rơm. Theo mình tổng thể họ thì không quá chênh lệch nhau đâu. Nhưng với câu nói của Robin, Zoro và Sanji là cặp cánh vua hải tặc, mình nghĩ hai người họ sẽ ngang cơ nhau ở sau ác Wano này vì cặp cánh thì không thể phân biệt mạnh yếu. Nếu Yamato gia nhập băng mũ rơm sẽ rất hợp lý nếu như mà ghép cặp Jinbei, Yamato là cánh tay phải và cánh tay đắc lực của vua hải tặc tương lai. Còn ý kiến của anh em thế nào? Rồi, trên đây là phân tích của mình về sức mạnh của bộ ba quái vật dưới trướng của Ngũ Hoàng Luffy. Giờ là thời điểm dành cho khán giả của băng Sam Soi sẽ cùng chào đón người bạn đầu tiên nào.
Bạn Gamma Chan lập ba ác để đăng ký ba kênh của anh mà chưa được lên TV, buồn anh xăm soi đẹp trai quá. Ok à, thế thì hai ác kia của em đâu? Quăng lên đây nhanh để anh còn biết mà cho lên TV này. Cảm ơn em. Và tiếp theo là bạn Quân Nguyễn. Anh là về top 10 người có thể gây ra vết sẹo ở trên ngực vua bóng tối đi ạ. Anh em vote bên dưới nhá, đủ 50 like mình sẽ thực hiện yêu cầu của bạn Quân nhá. Và bạn cuối cùng, bạn Minh Thuận Cao. Em là người yêu cũ của anh, nếu anh cho em lên TV, em sẽ quay lại với anh. Nhưng mà em ấy là người nào mới được chứ? Anh thì có nhiều người yêu cũ lắm, không nhớ rõ là em là ai đâu nhá. Amen. Và anh em ấy nhớ để lại dòng comment thú vị ở bên dưới để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhá. Ấn nút đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhá. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.